Xin chào các bạn đã quay trở lại với review công nghệ. Trên tay mình đây là chiếc điện thoại Tecno Spark 10 Pro, giá chỉ khoảng là hơn 3 triệu mà thôi, cực kỳ là rẻ luôn. Và với chiếc điện thoại này thì mình đã từng làm một bài review đánh giá rồi, các anh em có thể xem lại. Thì với cái giao diện tùy biến mang tên là HiOS của chiếc điện thoại này thì nó cũng có rất là nhiều tính năng hay ho cho anh em sử dụng. Mình chia sẻ đến cho anh em một vài cái tính năng mình hay sử dụng trên chiếc điện thoại này. Đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là nhấn nút chuông để bắt đầu video anh em nhé. Đầu tiên, với cái thao tác trên màn hình này, anh em muốn thêm vài một cái tiện ích trên chiếc thoại này, ví dụ như là hiện tại trên con điện thoại này thì không có đồng hồ, mình muốn thêm vào một cái đồng hồ xem giờ thì đây, anh em nhấn giữ vào màn hình, anh em chọn vào cái phần tiện ích ở dưới, nhấn vào cái phần công cụ hệ thống, anh em lướt qua cái đồng hồ đây, anh em nhấn thêm vào màn hình nền là ok. Bây giờ thì đồng hồ nó đã có cho anh em rồi nha. Ngoài ra trong cái phần tiện ích này, anh em có thể chọn một số cái tiện ích khác như là tìm kiếm trên Google hay là ghi chú để xem những cái lưu ý mà anh em đã lưu lại. Đây, khá là tiện. Tiếp theo cũng ở trong cái phần màn hình chính này, nó sẽ có phần cài đặt cử chỉ giúp cho anh em sử dụng chiếc thoại này nó nhanh hơn. Như anh em nhấn giữ cho mình màn hình rồi, cái phần dưới anh em vào cho mình là cài đặt màn hình đây. Anh em vào sẽ có một cái phần là cử chỉ đầu tiên luôn. Anh em vào có thể cài đặt một số cái cử chỉ bằng tay như là trượt lên trên, trượt xuống dưới như này, hay là trượt lên bằng hai ngón tay. Anh em có thể tùy chỉnh lại, nhấn vào rồi chọn một số thao tác ở đây. Còn muốn cử chỉ vào ứng dụng luôn thì anh em chọn cái bắt đầu ứng dụng, xong anh em chọn cái ứng dụng mà anh em muốn là ok. YouTube này. Rồi, giờ thì anh em ra màn hình chính, anh em chỉ cần vuốt hai ngón tay lên như thế này, đấy là vào được YouTube luôn anh em nhé. Còn một số cử chỉ khác thì anh em có thể vào tùy chỉnh. Anh em cũng có thể đổi màu chữ ở trong cái phần này. Đây, màu chữ đây, nó sẽ có màu trắng, đen. Còn anh em bấm tùy chọn thì nó sẽ có một số màu khác cho anh em. Anh em chọn màu đỏ đi. Ok, thoát ra. Rồi, giờ thì chữ nó sẽ chuyển sang màu đỏ hết cho anh em rồi nha. Ok, thì anh em còn có thể kết hợp với việc đổi cái phông chữ trên chiếc thoại này nhìn cho lạ hơn anh em ạ. Anh em vào cài đặt, rồi anh em vào là cá nhân hóa, cái phần dưới thì nó sẽ có là cái phông chữ của tôi. Anh em bấm vào rồi nhấn cái dấu cộng ở trên góc đây, rồi anh em chọn một cái phông chữ mà anh em thích, tải về rồi áp dụng nó vào, nhấn ok là xong. Giờ anh em thoát ra đấy, nhìn nó lạ hơn chưa anh em. Tiếp theo, cái phần màn hình khóa ở trong cái phần cá nhân hóa này, nó sẽ có màn hình khóa kiểu tạp chí. Nó có nghĩa là mỗi lần khi mà anh em mở máy lên thì cái phần màn khóa này thì nó sẽ đổi lại một cái màn hình nền khác cho anh em. Đây, như này đây, nó sẽ thay đổi cho anh em. Và cũng với cái phần màn hình khóa như này, mình thường hay thêm một cái phần dòng chữ như thế này, nhìn cho nó vui vui. Để thêm được cái dòng chữ này, anh em phải vào cài đặt, anh em vào cho mình là màn hình hiển thị và độ sáng. Anh em lướt xuống dưới, nó có cái phần là màn hình khóa, anh em nhấn vào, nó sẽ có dòng thêm văn bản vào màn hình khóa. Rồi, anh em nhấn vào, rồi thêm văn bản vào thôi, xong, nhấn lướt là được anh em nhé. Ok, với chiếc thoại này, khi mà anh em sử dụng cảm thấy sao kiểu lướt lướt nó hơi bị chậm, nó không được nhanh, thì anh em vào cho mình là phần cài đặt, vào cái màn hình hiển thị và độ sáng luôn. Kéo xuống cái phần, nó sẽ có là phần siêu cảm ứng, anh em nhấn vào, xong anh em chuyển cái tốc độ vuốt rồi tốc độ chuyển động thành nhanh và siêu nhanh hết là ok. Giờ lướt qua lướt lại thì anh em sẽ thấy chiếc máy của anh em nó nhanh hơn nhiều rồi. Trong cái phần này nó sẽ có một cái tính năng mình thường hay sử dụng hàng ngày luôn, đó là bảo vệ mắt. Khi mà anh em sử dụng buổi tối trước khi đi ngủ nằm trên giường thì mình hay có nghịch nghịch một tí. Để tránh khỏi cái tình trạng là bị mỏi mắt thì anh em hãy bật cái tính năng này lên giống như mình. Đấy, thì giờ nó sẽ giảm độ sáng và chuyển sang cái tông màu vàng, nhìn rất là dịu mắt luôn, anh em cũng có thể thử. Tiếp theo chúng ta hãy đến cái phần là ứng dụng. Nếu như anh em không muốn người khác vào một cái ứng dụng mà anh em muốn nó riêng tư một tí thì anh em chỉ cần khóa cái ứng dụng nó lại như thế này. Vào là phải có mật khẩu. Đây, anh em chỉ cần vào cài đặt, xuống cái phần là quản lý ứng dụng, ở dưới cùng nó sẽ có là khóa ứng dụng. Anh em tạo mật khẩu cho nó, chọn cái ứng dụng mà anh em muốn khóa. Đấy, như Facebook này. Rồi, vừa vào Facebook thì phải có mật khẩu mới vào được anh em nhé. Anh em không muốn khóa nữa thì vào lại, xong thì anh em chỉ cần nhấn lại vào cái ổ khóa đây là xong. Với những con máy như này ở thời điểm tại, nó sẽ có cái phần là tập hợp khá là nhiều tính năng hay cho anh em. Đó là phần chức năng đặc biệt như là ứng dụng kép này, hợp nhất bộ nhớ đây. Anh em vào chọn cái số RAM mà anh em muốn mở rộng thêm để mà đa nhiệm cho nó mượt mà hơn. Như mình thì mình có mở rộng thêm 5GB rồi đây. Đấy, chọn xong rồi anh em khởi động lại là ok. Còn có phần là cửa sổ chớp nhoáng cũng khá là hay nha. Đây, anh em vào bật nó lên. Ở dưới thì nó sẽ có phần là vuốt lên bằng ba ngón tay đây. Anh em nào chưa bật thì cũng bật lên nha. Rồi, giờ anh em thoát ra. Ví dụ như anh em đang sử dụng một cái app khác đi, xong anh em chỉ cần vuốt ba ngón lên như thế này.
đấy, thì nó sẽ tự thu nhỏ thành một cái hình cửa sổ bé bé như thế này. Anh em có thể kéo thả nó đi đâu cũng được, hay là tùy chỉnh cái kích thước bằng cách là kéo ra ở phần góc như thế này. Vừa sử dụng app này mà vẫn có thể sử dụng app khác, quá là tiện luôn. Còn tắt nó thì anh em nhấn vào dấu X ở góc trên là xong. Bên dưới thì nó sẽ có cái phần là Smart Panel. Anh em bật nó lên thì nó sẽ có một cái phần thanh công cụ ở bên cạnh máy. Anh em vuốt hai lần liên tục ra đấy, cho đến khi nó hiện ra chữ S bên cạnh như thế này là ok. Nó sẽ hiện ra một cái bảng điều khiển như thế này, khá là nhiều công cụ cũng như là một vài ứng dụng cho anh em truy cập nhanh hơn. Ok, thì vừa rồi là một vài cái tính năng mình thấy nó khá là hay mà mình đã chia sẻ cho anh em trên chiếc thoại Tecno Smart 10 Pro này. Và anh em biết những tính năng nào hay nữa thì xin hãy để lại dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau anh em nhé.